Xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì em sẽ tiến hành mở hộp mẫu camera hành trình West Vision A28 này. Đây là một sản phẩm mới của West Vision. Những bác nào đã tìm hiểu về camera hành trình rồi thì mẫu camera hành trình West Vision A28 này nó cũng giống như mẫu camera hành trình West Vision S8 và S8 Plus, là một dòng sản phẩm mà hít vào kính lái của các bác. Nhưng ở với mẫu camera hành trình West Vision A28 này thì nó sẽ hơn ở cái gì? Thứ nhất là chế độ ghi hình 4K. Thứ hai là nó sẽ thêm được cái chức năng là Wi-Fi để các bác có thể sử dụng Wi-Fi thông qua một phần mềm. Để làm gì? Để các bác có thể dễ dàng chiết xuất file cũng như xem lại file ở trên điện thoại của các bác mà không cần phải tháo thẻ nhớ ra. Cái thứ ba là màn hình của mẫu camera hành trình West Vision A28 này là màn hình IPS các bác nhé. Nó là một cái màn hình chống chói, giống như kiểu là những cái xe sang nó có cái gương điện. Đó. Cái tiếp theo là nó có GPS để cảnh báo, thứ nhất là về tốc độ cho phép trong mỗi cung đường. Cái thứ hai là cảnh báo về những cái biển báo ở cái cung đường mà các bác đi các bác nhé. Bây giờ em sẽ tiến hành mở hộp và các bác sẽ cùng theo dõi cùng em là bên trong của mẫu camera hành trình West Vision A28 này nó sẽ bao gồm những cái gì. Và em sẽ có một số những cái chú ý để các bác có thể là tự cài đặt ở trên cam của mình. Vâng, ở đây thì em đã mở hộp mà một chiếc West Vision A28 đây rồi. Thì phía bên trong này, thứ nhất không thể thiếu được, nó là thẻ bảo hành. Thẻ bảo hành chính hãng, sẽ có địa chỉ của cơ sở West Vision tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là tên website các bác nhé, số điện thoại này. Đó. Bên này nó chính là điều kiện để bảo hành. Tên sản phẩm này, mã code, mã QR để các bác có thể check được hàng chính hãng, cũng như là cái mã ID này để hành check được hàng chính hãng này. Và số kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại. Các bác có vấn đề gì về kỹ thuật, các bác có thể liên hệ theo số điện thoại 0989 590 590. Và các bác sẽ được hỗ trợ trực tiếp trên điện thoại luôn. Mà các bác nếu như cái lỗi đấy là lỗi có thể khắc phục được thì kỹ thuật bên em sẽ hướng dẫn tất cả các bác khắc phục ngay trực tiếp luôn, mà mình không cần phải đi đến cơ sở của West Vision cũng như là đại lý West Vision để bảo hành. Tiếp theo nó chính là cái thân cam West Vision. West Vision A28 này, chế độ ghi hình 4K, Wi-Fi, màn hình IPS và GPS, đó hiển thị hết trên này. Tem chống hàng giả, tem ID, tem bảo hành. Đó, tất cả trên này hết. Và phía trước của chiếc cam hành trình các bác nhá. Các bác nhìn này. Ở đây nó có một cái gọi là bảo vệ mắt cam. Đó, các bác có thể thấy không? Rất là dễ dàng để các bác có thể tháo ra, lắp vào. Và các bác có thể tháo cái mắt bảo vệ này ra để các bác lau chùi cái mắt này các bác nhá. Nhưng các bác lưu ý giúp em là mình nên nhẹ tay thôi để đề phòng cái mắt này nó xước và chất lượng ghi hình nó sẽ bị ảnh hưởng. Phụ kiện phía bên trong chắc chắn rồi, sẽ không thể thiếu được dây nguồn. Ở mẫu cam hành trình A28 này thì cái dây nguồn nó sẽ thêm một cái đầu USB ở trên này để các bác có thể dễ dàng cắm sạc điện thoại, rất là tiện ngoài không bác. Đó. Tiếp theo đó chính là chân hít kính. Chân hít kính này thì nó cũng giống như là của S8 thôi, kèm theo luôn cả GPS. Đó, đây chính là chỗ cắm nguồn các bác nhé. Đó. Và cuối cùng không thể thiếu được, đó chính là sách hướng dẫn sử dụng camera hành trình West Vision A28. Toàn bộ bên trong này nó được làm bằng tiếng Việt các bác nhé. Các bác có thể dễ dàng tham khảo được cách sử dụng cũng như là những cái ứng dụng ở trong cam. Đó. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi ở trên cam. Và em sẽ có một số những cái chú ý về cài đặt cam. Ở đây thì bên em đã lắp sẵn một mẫu camera hành trình West Vision A28 đây rồi. Đây chính là mẫu camera hành trình A28 này. Em cũng muốn lưu ý một số bác là camera hành trình West Vision A28 nó vẫn có cam sau các bác nhá. Nhưng mà cam sau thì nó sẽ có hai loại, một là mắt cam ở ngoài xe và hai là mắt cam trong xe. Thì cái này bên em cái mắt cam sau bán rồi. Và bác nào có nhu cầu mua mắt cam sau thì liên hệ bên em, hoặc các bác chỉ lắp mỗi cam trước thôi cũng được. Thì nó sẽ như này.
Ở đây thì em không lắp mắt cam sau, em chỉ lắp mỗi cái mắt cam trước thôi, là cái thân cam, nên nó sẽ chỉ có như này thôi. Và các bác lưu ý giúp em nhé, là dây nguồn chúng ta sẽ cắm ở phía bên trên cái cục hít kính này, chứ không cắm ở cái phần ở trên máy các bác nhé. Để cái cục này nó là cục GPS, các bác cắm nguồn vào đây thì GPS của các bác mới hoạt động được. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai nút cài đặt, là ở phía bên tay trái ở giữa đây và phía bên tay phải ở giữa. Giờ chúng ta sẽ hướng dẫn những cái cài đặt cơ bản cần thiết để các bác sử dụng các bác nhá. Ví dụ như ở đây độ phân giải thì các bác có thể tùy chọn theo cái độ phân giải mà các bác sử dụng. Đó. Thời gian mỗi video, cái này các bác chỉnh cho em là 5 phút. Để làm gì? Vì khi mà các bác chỉnh cái chế độ thời gian mỗi video là 1 phút hoặc là 3 phút thì cái lưu thì nó vẫn thế thôi, nhưng mà nó sẽ bị thành nhiều clip và nó sẽ nhanh đầy thẻ nhớ hơn. Đó. Ở đây thì các bác nên để là 5 phút giúp em. Cảm biến gì thì cái này các bác để mức trung bình hoặc là thấp thôi nha các bác nhá. Ở đây thì em sẽ khuyến cáo để mức trung bình thôi. Độ vơ sáng các bác để 0 nhá. Múi giờ nó là cộng 7 này. Đó, tiếp theo đến cài đặt bên này. Khoảng cách cảnh báo GPS tự động thì các bác để cho em là tự động này. Giới hạn vượt quá tốc độ thì các bác để 0. Tốc độ tối đa thì cái này tùy các bác chỉnh thôi. Em khuyến cáo các bác nên để ở phần 80. Đó. Đó, ok. Các bấm nút trên này để thoát. Đó. Và vừa rồi thì em đã mở hộp cũng như là có một số những cái lưu ý khi mà mình cài đặt mẫu camera hành trình Web Vision A8 này. Mọi thắc mắc của các bác hãy để ở phía dưới phần clip này. Các bác hãy bình luận ở phía dưới phần clip. Các bác để lại số điện thoại và bên em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các bác. Link chi tiết sản phẩm, website em sẽ để hết ở phía dưới phần mô tả của clip này. Web Vision hiện tại đang có hơn 200 đại lý trên toàn quốc, cũng như là hơn 100 đại lý ở ngoài phía miền Bắc để phục vụ tất cả các bác tài có thể dễ dàng tìm hiểu cũng như được tư vấn lắp đặt về những dòng sản phẩm camera hành trình trên ô tô. Các bác có thể dễ dàng tham khảo tại website webvision.vn. Web Vision hiện tại thì hai cơ sở lớn của Web Vision là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bác nào ở Hà Nội hoặc lân cận, các bác có thể qua địa chỉ 33 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Hoặc ở trong thành phố Hồ Chí Minh, các bác có thể qua 232 sảnh 17 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip này của em. Và chúc tất cả các bác có một buổi lái xe thật là an toàn. Xin cảm ơn tất cả các bác.